Hôm tôi chào quý anh chị nha. Đấy thì bây giờ em về một bạn em nữa đang trải nghiệm trên con Innova 2013 nha. Đấy con này là bản đủ, bản E xịn nha. Đặc biệt con này từ 2013 tới giờ nó vẫn giữ được chất nguyên zin. Đặc biệt thứ nhất em bán ra, em bảo đảm cho quý anh chị là thứ nhất là xe không lỗi nè. Đó, không lỗi về keo chỉ, thứ hai không lỗi về đâm đụng, máy móc thì nguyên zin. Đó, gầm bờ con này cực kỳ đẹp luôn. Cái thứ hai, giấy tờ hồ sơ pháp lý rõ ràng. Và cái thứ ba quan trọng nhất của cái dòng Innova đó là không taxi, không dịch vụ nha quý anh chị. Quý anh chị nhớ nha, không taxi, không dịch vụ nha. Đó, còn riêng con này thì em bán ra giá hợp lý cho quý anh chị. Đó, để cho quý anh chị xài nha. Đấy, xe thì trang bị cái gì? Bây giờ anh em mình vào cái phần nội thất nè. Đó, đầu zin nè, ghế nè, rất là đẹp nè. Đấy, mời anh em mình đi cái phần nội thất trước nha. Đấy, mấy cái dây đai nè, rất là sạch sẽ luôn nha. Đó, một con xe chạy rất là ít luôn. Đó, con xe này chạy một đúng km luôn nha, em không tua đồng hồ lại nha quý anh chị. Đó, anh chị mình xem vân ga nè. Đó, vân sần con này rất là dày luôn, rất là đẹp nha. Đấy, được táp ly thì được táp ly nỉ nè. Đấy, thì bây giờ em sẽ vào một cái chỗ trống để em quay cho quý anh chị nha. Đấy, thì anh chị em này muốn mua bán xe thì cứ alo cho em Tuấn theo số điện thoại là 0904 80 4567 nha. Kênh YouTube của em là Tuấn Ô Tô Bình Dân nè. Số điện thoại em luôn nè. Quý anh chị nào mà muốn xem xe và chạy thử thì alo ngay cho em nha. Thì tất cả các xe đang nằm tại ngã ba Cây Điệp, Giang Bình Dương. Đó, quý anh chị cứ đánh vô Google là ngã ba Cây Điệp, Giang Bình Dương thì sẽ ra chỗ của anh em nha. Đấy, bây giờ em sẽ chạy lên chỗ kia. Em sẽ quay cho anh em một đoạn. Đó. Mấy anh chàng tay lái đi cứng lắm. Chạy xuống lắm. Đó, xe thì đầm chắc lắm anh chị. Đó. Bây giờ sẽ cho xuống rồi em sẽ quay chi tiết một con xe E đủ 2013. Đó. Rồi, mời anh chị mình xem cái nách cửa trước nè. Nách cửa là nách cửa bên sau, bên phụ nè. Đấy, giờ không mấy không à. Đó, đây, anh em đặc biệt nè, còn chấm nè. Nách cửa nè, rất là đẹp luôn. Đó, phần gai thì cực kỳ đẹp nha quý anh chị. Đó. Keo chỉ con này zin 100% nha quý anh chị. Anh chị coi keo chỉ nè. Đó, nó có hơi dơ khúc này nè. Lâu rồi. Đó, xe thì về cũng có sơn dặm một số chỗ và bát bóng đồ lại, nhưng mà giữ được chất zin của xe rất là nhiều nha quý anh chị. Đấy, này chị em coi cái lồng ve nè, đẹp không? Đó. Cua lốp chỉ, cua lốp nè. Đó, mấy cái này là lắp thêm nè quý anh chị để che cái lường nhìn cho nó đẹp nha. Innova 2013, con này là bản E đủ nha, xe chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ một ngày. Đó, anh chị em mình cứ lên coi phát hiện taxi dịch vụ, em sẽ tặng cho quý anh chị là 10 triệu tiền về xe nha, kèm theo lời xin lỗi của em Tuấn nha. Đó. Bây giờ xe đang nổ máy thì em sẽ cho anh chị em mình coi cái máy luôn nha. Con này bán với giá cho anh em là 352 triệu nha, 352 triệu đồng cho một con Innova 2013, xe bản E chuẩn gia đình, không taxi. Đó, không lỗi nhỏ luôn. Đấy, em bán giá rất là hợp lý cho quý anh chị nha. Đấy, cục ABS chống phanh nè, tem mát nè, ốc cabo chưa ra luôn nè quý anh chị. Đó, máy móc con này thì nguyên zin nha quý anh chị ơi. Đó, máy móc ốc tán nè, còn nguyên zin luôn. Đó, máy nè, máy nổ êm thinh thích luôn nha. Đó, em bán chỉ có 352 triệu nha, tiền nào của đó nha. Quý anh chị cứ ham rẻ là mua mấy con Innova chỉ có 335 hoặc 340 triệu thì cũng tùy chỗ tùy nơi, người ta bán người ta có thật thà hay không nha. Còn bên em bán có sao em nói vậy, anh chị em bao quý anh chị là đó. Cái đây mút rin nè, mút rin của cái kích nước nè, từ 2012 đổ lên 11-12 mới có nè. Ở bên em bán ra xe sao thì em có nói vậy luôn để tránh mất lòng anh em sau này nha. Đó, cái bộ xuống xe màu vàng cát rất là đẹp luôn. Đó, con này thì em sẽ trang bị thêm cho anh em, kia anh em nào lấy em sẽ tặng cho thêm cái xi nhan gương nè, mấy cái ốp chân kính nè. Đó, xe mới cho dọn rửa xong, em lật đật em quay cho quý anh chị luôn. Tại cũng rất nhiều quý anh chị là dặn một con xe Innova 2013 mà chất xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Đó, kiếm ra rất là khó luôn, hầu như là taxi rất là nhiều nha. Đó, đây anh em chị mình giờ mới đầu kêu chỉ nè, đã không? Đó, cam kết cho quý anh chị luôn, không taxi, không dịch vụ luôn. Đó, văng ga nè. Đó, cụ số nè. Đó, nội thất thì cực kỳ mới luôn. Đó, rất là đẹp nha, nội thất con này được bọc mới luôn nha. Nách cửa nè, em bán cho quý anh chị đi 352 triệu thôi nha. Quý anh chị này muốn xem xe và chạy thử thì vui lòng alo cho em Tuấn theo số điện thoại là 0904 804567 nha. Quý anh chị coi này, cái xe gia đình đó,
thì nó sẽ không có cái đuôi cá nha. Anh chị nào muốn thì em cũng có thể tặng thêm được nha. Tại cái con xe mọc nó sao em về em quay cái chất xe mọc mạc đó đẹp cho quý anh chị. Còn hồ sơ pháp lý á thì em sẽ bao lúc hồ sơ gốc cho quý anh chị nha. Anh chị có ốc cabo sâu nè. Đó. Rồi bên em Tuấn có nhận cồ cáp tất cả các xe từ 100 triệu tới 700 triệu. Anh em biết ai mua hoặc bán thì vui lòng alo cho em Tuấn theo số điện thoại 0904804567 nha. Đó, số đó có xài số Zalo luôn nha quý anh chị. Đây, mấy cái đồ nè, còn rất là đủ. Bây giờ em sẽ mời anh chị mình xuống cái gầm nha. Coi cái xe nó có đẹp hay không nè. Đó, qua 5 tháng nè, coi gầm nè, tem mát nè quý anh chị. Đó. Ốc cung bo nè. Đó. Coi nè, rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Đấy, 2013 bản E đủ, có cảm biến sâu nè. Đấy. Rất là đẹp luôn. Em bán cho quý anh chị 352 triệu thôi. Giá trên là còn bớt còn thương lượng. Đó, quý anh chị nào có 29, 210 muốn chạy lên đổi cũng rất là ok nha. Đó, em cồ cáp cho quý anh chị luôn. Đó, nó có hơi xấu xấu nè. Em quay luôn, đó, quay 5 tháng nè. Đó. Nhưng mà kêu chỉ này của chị Zin nha quý anh chị. Đó, kêu chỉ Zin luôn nha. Em bán cho quý anh chị 352 triệu. Một con xe hoàn hảo, về sẵn xài thôi. Mấy cái này rách nè. Đó, em xấu em quay luôn. Tại xe mới về mà. Em sẽ bọc lại cho quý anh chị luôn. Đó, nách cửa nè. Đó. Quý anh chị nào muốn xem Innova từ 206 tới 213, 14, 15 nhà em có rất là nhiều nha. Thì hôm nay em đi chi tiết con này cho quý anh chị nha. Cái chỗ này là chỗ phát hiện những con xe mà chạy nhiều nè quý anh chị, em chỉ luôn. Đó, văn ga nè. Để em đi chậm cái phần này nha. Một con xe Innova 2013, xe chất đó. Đấy, thì xe văn ga còn rất là nhiều nè, thấy không? Văn ga nè, nỉ đâu nè. Đẹp không quý anh chị? À, đặc biệt này, vô lăng nè. Vô lăng nè. À, đẹp không? Chỗ đây nó hơi mòn nè, em quay luôn. Không có dấu giếm hết, xe gia đình chạy đúng 181.000 cây nè quý anh chị. Đó. Em bán 352 triệu nha. Đấy, tem mát tem sườn đầy đủ nè, 2013 nè. Nách cửa nè. Đó. Thì quý anh chị nào muốn xem xe á thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Đấy. Đây là cái hốc lốp nè, hốc lốp trước nè. Đẹp không quý anh chị? Không một chút dơ giấy luôn. Đó, mâm có hơi chày tí nè. Em quay luôn. Em bán 352 triệu quý anh chị nào muốn xem xe chạy thử á thì alo cho em. Còn ví dụ lên có thể yêu cầu những chỗ bên em làm thêm thì bên em sẽ đáp ứng theo yêu cầu của anh chị luôn nha. Nhưng mà làm thêm một số phần nào đó thôi. Còn quý anh chị mà muốn làm rất làm nhiều hơn nữa, ví dụ như lắp màn hình hoặc lắp bể bước này nọ thì quý anh chị có thể cộng thêm phí tiền vào nha. À, em chào quý anh chị luôn nha.